tại sao trên thị trường chứng khoán tin tức ra lại là để bán? Bản chất chúng ta phải hiểu sự vận động của thị trường chứng khoán nó như thế nào. Ai mà chưa xem thì lên TikTok xem lại, lên YouTube xem lại, YouTube Anh Lương Việt đều có. Em nói lại cho các bác có mấy ý chính sau. Một là chúng ta sẽ thấy bất kỳ một cái tin đồn nào đấy, tin đồn rumor về một cái tin tốt ở đấy. Ví dụ cách đây khoảng một tháng nó đã đồn tin là cuối năm nới room rồi. Nó đã có những cái tin nội bộ là cuối năm nới room rồi. Sau đó xong thì sau khi cô margin những cái tay to nhất trên sàn chứng khoán, thì bắt đầu dòng tiền ồ ạt và rất mạnh. Dòng tiền này đến từ nhiều nguồn và đa số là nhà đầu tư nước ngoài, cộng với các việc các kênh khác đang chứng lại, thì tiền trong nước mình cũng ồ ạt vào. Thanh khoản của thị trường đẩy lên x3. Anh em có thể thấy những cái phiên giao dịch lên tới 27.000 tỷ, 25-27.000 tỷ ba sàn. Mà trong khi cách đây khoảng 2 tuần chúng ta chỉ có những cái phiên giao dịch, cách đây đầu tháng 12, đầu tháng 11 chúng ta chỉ có những cái phiên giao dịch khoảng 7-8.000 tỷ, đúng không? Bây giờ chúng ta giao dịch khoảng 22-25.000 tỷ, quá nhiều. Với tiền đấy chúng ta phải biết nó từ đâu. Vậy thì khi mà tin ra ấy, sau khi mà có những cái tin đồn như vậy xong, thì bắt đầu dòng tiền ồ ạt vào mạnh. Dòng tiền ồ ạt vào mạnh thì kéo cổ phiếu lên rất mạnh. Có những con tăng chân, tăng liên tục, chục phiên, đúng không? Tăng rất nóng, như hòn than hồng ấy. Và hòn than hồng đấy trao tay vào ai là người đấy chết. Nhá. Vì thế có những cái clip em cảnh báo các bác là thị trường mà tăng nóng như vậy thì đừng có đu vào. Ông nào có hàng thì ngồi yên giữa và bán bớt đi thôi. Đu vào là đứt. Trao tay hòn than hồng ạ. Cái tiếp theo là sau khi mà nó tăng mạnh như vậy thì mô hình kỹ thuật nó rất là tốt, rất là đẹp. Và tin tốt bắt đầu nó ra. Tin tốt nó bắt đầu nó sáng tỏ, tin đồn nó sáng tỏ ra. Thì đây chính là cái phần này. Hôm qua có lên hai cái clip bảo anh em là về cái việc là tin nới room tín dụng nó đã được bung ra rồi. Media nó bung ra rất nhiều vào ngày thứ hai. Thì hôm qua nó chốt lời hả? Anh em có thể thấy cái sự vận động nó diễn ra kinh hoàng luôn. Tin ra là bán nó là như vậy. Khi mà cái tin tức đó nó đã sáng tỏ rồi, ai cũng biết rồi, thì lúc đấy chỉ còn khúc xương thôi. Khúc xương những người đến sau. Thì bây giờ nó sẽ trao tay cái toàn bộ cái cục than hồng lại cho những người đến sau. Và người ta sẽ phải mua với cái giá cao. Ai bán giá thấp giờ người ta sẽ bị nó kéo được. Mua những cái giá cao hơn. Sau khi mua giá cao hơn thì nó sẽ bắt đầu gì? Tích lũy trở lại và nó làm một cái vòng tiếp theo. Nó lại ra tin xấu để nó đạp, nó gom. Xong rồi nó lại ra tin tốt để dòng tiền nó vào mạnh. Cứ một vòng luẩn quẩn như vậy. Và nếu ai mà không nắm được cái sự vận động bản chất thật sự của thị trường chứng khoán thì chúng ta cứ bị gieo rắc vào cái vòng đó. Và chúng ta không thể nào thoát ra khỏi cái vòng đó để đầu tư cho nó thành công được. Ok, chứ các bác đầu tư thành công biết đủ, đừng bao giờ là người đến sau, đừng bao giờ là người ăn khúc đuôi và là người đi rửa bát. Chúc các bác đầu tư thành công.